giờ khai 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích. Thượng tọa giác đẳng, bài 148, kinh 66, Chachat Kasutta, từ câu 1189 đến 1194, sẽ được Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Minh Đến Sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thế gian giải vô thượng điệu ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như liền chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tướng, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trua trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa từ bi, hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng, bài 148, kinh 66, Chachatka Sutta, từ câu 1189 đến 1194, sẽ được Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý thượng nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, Giáo Pháp của Đức Phật
có một hệ thống rất đặc biệt. Chúng ta nói ở khía cạnh nào? Thì kết quả cũng sẽ đưa đến một cái đáp số như nhau, tức là cái sự triệt phá những phiền não và ngộ giải thoát. Những bài kinh như thế này, mặc dù nó có tính cách khô khan, nhưng mà chúng ta hãy kiên nhẫn đọc đi đọc lại nhiều lần, nghe đi nghe lại nhiều lần từ những bài kinh tương tự với nhau, hay là những pháp thoại trùng lặp với nhau. Hãy kiên nhẫn, bởi vì chính sự kiên nhẫn nghe pháp đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thông hiểu được giáo pháp của Đức Phật, cái phương thức tu tập và cái gì cần phải biến tri, cái gì cần phải đoạn trừ, cái gì cần phải tu tập, cái gì cần phải tác chứng. Ta nghe rõ lắm. Thí dụ bài kinh 66, lúc ban đầu khi mà nói đến căn cảnh thức xúc thì đó là pháp cần phải biến tri. Nhưng bắt đầu từ thọ, nó sẽ duyên cho phiền não tiềm miên. Cái chỗ này là pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Và khi mà chúng ta quán thấy các pháp ấy là vô ngã, thời chúng ta sẽ thành tựu được, đắc chứng được mục đích cao quý là sự giải thoát. Cho nên quý vị phải cẩn thận và kiên nhẫn để nghe. Mỗi một ngày chúng ta nghe một bài kinh, không giống như là chúng ta nghe một cái câu chuyện bổn sanh hay một cái câu chuyện thần thoại để đem lại cho chúng ta một cái viễn vông, một cái suy nghĩ viễn vông. Và những cái bài học này rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài kinh 66 do Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày thứ tư giảng giải. Và bây giờ trước nhất xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó xin cung tịnh Thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính ảnh lễ tri ân Ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài 148, Kinh 66, Chachatka Sutta. Chachatka có nghĩa là 6 chủ đề, mỗi chủ đề gồm 6 chi pháp. Đây là pháp thoại được giảng trong huấn thị hàng ngày cho chư tỳ kheo
Đại Kỳ Viên Savatthi. Nội dung kinh này chứa đựng sự tương quan mật thiết giữa giáo lý tứ đế và giáo lý duyên khởi, giữa pháp học và pháp hành, giữa thế giới nội tại và ngoại tại. Chính vì đó, được Đức Thế Tôn xem là tổng quan của giáo pháp. Sáu giác quan là biểu thị của toàn bộ sự sống. Căn, cảnh, thức là sự tập hợp, duyên khởi, tạo nên tác động dây chuyền từ xúc tới thọ, rồi ái. Hiểu được duyên khởi thì hiểu được giáo lý vô ngã và hiểu được khả năng can thiệp của nỗ lực tu tập. 1190 Tổng quan giáo pháp. Giáo pháp bao gồm cả hai phương diện lý thuyết và thực hành, đầy đủ cho hành trình giác ngộ từ bước đầu cho tới đích điểm sau cùng. Tất cả được bậc đạo sư truyền dạy với sự tinh sát cả hai phương diện ngôn từ và ý nghĩa. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Chê Ta Quá Ná, Kỳ Đà Lâm. Tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này, các tỷ kheo. Vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này, các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn, thanh tịnh, tức là 66. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Sáu nội xứ cần phải được biết, sáu ngoại xứ cần phải được biết, sáu thức thân cần phải được biết, sáu xúc thân cần phải được biết, sáu thọ cần phải được biết, sáu ái thân cần phải được biết. 1191. Sự hiện hữu trong cái nhìn toàn diện và sinh động, sáu giác quan khi được nói tới là sự thể hiện toàn bộ cái gọi là sự sống. Nhưng không dừng ở đó mà còn tạo nên tác động dây chuyền. Do điểm này, thế giới trở nên thiên hình vạn trạng. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân ý xứ. Khi được nói đến sáu nội xứ cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ nhất. Khi được nói đến sáu ngoại xứ cần được phải biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến sáu ngoại xứ cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ hai. Khi được nói đến sáu thức thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhị thức, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Khi được nói đến sáu thức thân cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ ba. Khi được nói đến sáu xúc thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhận thức sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc.
Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Khi được nói đến sáu xúc thân cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ tư. Khi được nói đến sáu thọ thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên khởi lên nhãn thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến sáu thọ thân cần phải được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ năm. Khi được nói đến sáu ái thân cần phải được biết, do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức, vân vân. Do duyên lưỡi và do duyên các khởi lên thiệt thức, vân vân. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức, vân vân. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến sáu ái thân cần được biết, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 66 thứ sáu. 1192. Nếu quan sát từng thành tố sẽ không tìm ra cái cốt lõi hay ngã. Nếu có thể nhận rõ tất cả chỉ là kết cấu của nhiều hiện tượng và không có hiện tượng nào thật sự nằm trong ý muốn, thì như vậy không nên nói là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu nói rằng mắt là tự ngã, như vậy không lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. Nếu nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không lý. Như vậy, con mắt là vô ngã,
Các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Nếu có ai nói tai là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng mũi là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng lưỡi là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng thân là tự ngã, vân vân. Nếu có ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy không hợp lý, như vậy là vô ngã. Nếu có ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy là ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai có nói rằng thọ là tự ngã, như vậy không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 1193. Thấy được thực tính vô ngã sẽ không còn chấp ngã. Khi thấy được thân kiến ảo tưởng thì sẽ đoạn được chấp thủ về cái ta. Này các tỳ kheo,
Nhưng đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Ai quán các sắc vân vân, ai quán nhãn thức vân vân, ai quán nhãn xúc vân vân, ai quán thọ vân vân, ai quán ái vân vân, ai quán tai vân vân. Ai quán mũi vân vân, ai quán lưỡi vân vân, ai quán thân vân vân, ai quán ý vân vân. Ai quán các pháp vân vân, ai quán ý thức vân vân. Ai quán ý xúc vân vân, ai quán ái. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nhưng này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn nghiệp của thân kiến. Ai quán mắt, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán sắc vân vân, ai quán nhận thức vân vân, ai quán nhãn xúc vân vân, ai quán thọ vân vân, ai quán ái vân vân, ai quán tai vân vân, ai quán mũi vân vân, ai quán lưỡi vân vân, ai quán thân vân vân, ai quán ý vân vân, ai quán nhãn, ai quán các pháp vân vân, ai quán ý thức vân vân, ai quán ý xúc vân vân, ai quán thọ vân vân, ai quán ái. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. 1194. Phải thấy được môi trường khiến phiền não sanh khởi, phiền não tham sân si sanh khởi từ môi trường hết sức phức tạp mà chỉ có người tu tập mới nhận rõ. Này các tỳ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hai bất, khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ và hoan hỷ tán thán trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than van, than khóc đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy nguyên của vị ấy tùy tăng, vị ấy do cảm xúc bất khổ, bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy nguyên của vị ấy tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy nguyên đối với các thọ, do không tẩy trừ xuyên đối với khổ thọ, do không nhận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên. Có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỳ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên ý và duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hai bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn than van, than khóc đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn nghiệp, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên. Có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra.
1195. Khả năng can thiệp của nỗ lực tu tập. Một người có tu tập thực sự sẽ không thấy luôn luôn bị động, mà nhận ra những trọng điểm có thể thay đổi tình thế. Này các tỳ kheo, do duyên mắt, do duyên các sắc khởi lên, nhận thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng, vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, tấm ngực rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng, vị ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. Này các tỳ kheo, do duyên tai, do duyên các tiếng khởi lên nhị thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức vân vân. Này các tỳ kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên cảm xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng, vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy tùy không tùy tăng, xin sám hối với đạo tràng. Vì ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị không tùy tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy đoạn tận tham tùy miên đối với các, đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, kiện như vậy xảy ra. Này các tỳ kheo, do duyên thấy vị đa văn đệ tử ly mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái, vị ấy yểm ly tai, yểm ly các tiếng vân vân, yểm ly mũi, yểm ly các hương vân vân, yểm ly lưỡi, yểm ly các vị vân vân, yểm ly thân, yểm ly các xúc vân vân, yểm ly ý, yểm ly các pháp, yểm ly ý thức, yểm ly ý xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái, do yểm ly vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết ta đã được giải thoát, và vị ấy tuệ tri sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, các việc nên làm đã không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của 60 tỷ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Dịch giả do Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn và chú thích của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bích Tha Giá. Con xin thay mặt đại chúng đông đông, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cái bài học hôm nay đó thì nếu mà chúng ta là một cái người Phật tử mà có tu tập đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu và chúng ta có cái tác ý. Vì sao vậy? Vì thật sự cái bài học này đó thì Đức Phật Ngài dạy đó thì cũng trong thân và tâm chúng ta thôi. Nếu người nào biết tâm mình có tội và tâm mình không có tội, thì mình nghe cái bài học này thì mình sẽ biết rằng tâm mình có tội hay là không có tội. Vì thường thường trong Phật giáo đó thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói cái tâm nói chung như vậy. Nhưng mình khi chia ra tâm á, thì mình sẽ thấy được cái tâm á, thì tâm nhãn thức, để nó thấy được các cái loại sắc, mình gọi chung là các cái loại màu. Dù con người của mình nó thì cũng chỉ là những màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, tím, nâu thôi, vậy đó. Thì nếu mình hiểu rằng mắt á, là cái sắc thần kinh, thường thường á, thì chúng ta biết rằng một cái người chết á, khi mà tâm nó không có giữ cái thân này, mình gọi là cái tâm tục sinh không giữ cái thân này tan rã, nên người chết vẫn có mắt nhưng mà không có thức. Không có nhãn thức nương nơi con mắt, nên không thấy được cảnh sắc. Thì chính vì cái biết của con mắt á, thì trong Phật giáo gọi là nhãn thức. Cái biết của lỗ tai thì gọi là nhĩ thức, là từ cái lỗ tai. Nó có tên gọi khác nhau như vậy, nhưng mà nếu chúng ta mà nghe pháp mà chúng ta có suy tư đó, thì chúng ta cũng hiểu rất là dễ. Và thường thì cũng rất là dễ khi nói mắt á, thì là con mắt của chúng ta. Khi nói đến tai là cái lỗ tai của chúng ta. Khi nói đến mũi là cái lỗ mũi chúng ta. Khi nói đến miệng là cái lưỡi chúng ta. Khi nói đến thân là cái thân chúng ta. Và ngoài năm cái cảnh đó đó, mà mình không thấy, nghe, ngửi, nếm, đùng, nhưng bây giờ mình nhớ lại, thì mình gọi là tâm biết cảnh pháp. Cảnh pháp là cảnh ngũ gạn lại. Nói như vậy thì quý vị biết về sáu cái loại tâm mà trong bài học này muốn nói. Mà nói đến sáu cái loại tâm đó thì nó sẽ có cái nương, cái tâm nhãn thức á, thì nó nương vào cái sắc thần kinh nhãn là cái con mắt của chúng ta. Rồi nó có những cái điều kiện ở bên ngoài chúng ta thấy cảnh sắc, thấy cảnh sắc. Rồi nó khởi lên những cái hệ lụy. Thì chúng ta thấy điển hình như là bên Mỹ đó, những người ta đi hôi của đó, thấy cái người người ta lấy về những cái tủ, những cái tivi, những cái đồ ăn đủ. Cái người này mắt, người này thấy. Tham nó khởi lên. Và người kia đó, họ, cái người tâm nhĩ thức, đó, cái âm thanh. Nạc cốt có nhiều đồ. Khi mà nói nhiều đồ như vậy, đó, thì chúng ta không ngự được, tham chúng ta nổi lên. Và cái tâm tham nổi lên đó, thì nó thân chạy theo. Vậy thì thấy rằng đối với cái duyên mà Đức Phật muốn được như vậy, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng là chúng ta có mắt á, là biết tu tập đó, đạo nó tăng trưởng tốt hơn là người đã dùng sắc á, nhọn đâm. Cái mà không, chúng ta cũng thấy có nhiều người họ chạy đi hơi của đó, rồi họ bị quay lại những cái thước phim, rồi người ta bắt được họ, trục xuất họ, không cho họ học hành ở bên Mỹ, họ đi về họ đau khổ. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Vì họ không thu thúc được mắt, nên những cái khổ lụy đó, họ về họ bị cha mẹ họ mắng chửi, rồi bị bà con, bị dòng tộc, bị cái người dân Việt Nam, những cái người mà thân bằng quyến thuộc họ ta nguyền rủa.
ta nói này nói kia đủ thứ. Thì những người đó bị khổ khổ lị là như vậy quý vị. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy là người đó có mắt, có tai, chứ còn không phải ai xúi chúng ta đi. Một là chúng ta không có đoạn trừ tham mà chúng ta có cái tà kiến, cái tham tà kiến. Là mình biết có tội mình vẫn làm, hoặc là mình không biết có tội thì người thấy người ta đi hốt những cái đó mình đi hốt theo. Thành ra chúng ta hiểu rằng những cái điều đó, đó đều là do mình có mắt. Nếu một cái người chết đó, thì có ai kêu người đó cũng đâu có đi được. Vì người đó không có cái tâm tục sinh nương vào cái thân này, và không có cái những giác quan được nuôi dưỡng bằng những cái vật thực. Nên người đó họ không có thể nào đi được. Mình gọi là cái tử thi. Chính vì như vậy nên khi mình nói đến thức phải nương vào cái gì? Nó nương vào những cái giác quan. Nên chúng ta học trong vi diệu pháp thì chúng ta thấy sắc được chia ra sắc thần kinh và sắc cảnh giới. Sắc thần kinh là thần kinh nhãn, là con mắt, để cho tâm nhãn thức nó nương vào cái con mắt để nó nhìn thấy cảnh sắc. Sắc thần kinh nhĩ đó thì nó nương vào cái lỗ tai chúng ta, nó nương vào cái lỗ tai mà chúng ta gọi là tâm nhĩ thức. Sắc thần kinh tỷ là cái lỗ mũi chúng ta, và cái lỗ mũi chúng ta đó để cho cái tâm tỷ thức nó nương vào cái lỗ mũi, nó ngửi mùi. Rồi sắc thần kinh thiệt đó là cái lưỡi chúng ta, và cái tâm thiệt thức nó nương vào cái lưỡi chúng ta. Sắc thần kinh thân á, nó nương vào cái thân của chúng ta, là nằm khắp châu thân, trừ ra tóc móng tay móng chân á, thì nó không có hiển lộ thôi, chứ nó cũng vẫn có. Thành ra thân chúng ta đụng ở chỗ nào đó, thì cái thân thức nó đều sanh lên biết cảm xúc. Và cái tâm thân thức nó nương vào cái thân. Rồi bây giờ những cái cảnh sắc thinh khí vị đó mà nó đã không còn, ví dụ mình đã thấy, ví dụ mình thấy mình nghe rồi, mình thấy cái hoa mạc ở chỗ đó, mình nghe nói về hoa mạc ở trong đó có cái gì, kết cồ có cái gì thì mình nghe rồi. Bây giờ cái tâm mình suy nghĩ, khi mình thấy người ta đi về đó thì mình suy nghĩ ở trong đó mình đã thấy bán cái đó, bây giờ mình đi. Như vậy là tâm mình biết cảnh cảnh pháp, mà vì cảnh ngũ nó gạn lại, có nghĩa là do mình thấy nghe ngửi nếm đụng, bây giờ mình tưởng nhớ lại. Thì mình đi. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn nói đến sáu nhóm, ngài chia ra từng nhóm đó. Thì sáu cái nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta ai cũng có mắt hết. Ai cũng có mắt hết. Và thường thường chúng ta ai cũng có mắt, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta không chịu niệm mắt. Niệm con mắt ấy. Và sáu ngoại xứ á, là cái sáu nhóm thứ hai đó, là sắc là cái gì mắt thấy, thanh là cái âm thanh cái gì cái lỗ tai nghe, khí là những cái gì mũi ngửi, mùi cái mùi mà mũi ngửi, xúc là cái gì thân xúc chạm. Như vậy thì sáu cái sắc cảnh giới đó, chúng ta gọi sắc cảnh giới đó, vì nó ở ngoài. Ở ngoài là cảnh sắc, là bên ngoài mình thấy được, mắt mình thấy được cái cảnh sắc bên ngoài, tai mình nó nghe được cái âm thanh, từ cái âm thanh nó vào cái lỗ tai chúng ta nghe được cái âm thanh của người này người kia nói, mũi là cái hơi mùi nó bay vào cái lỗ mũi chúng ta và chúng ta biết được cái hơi mùi đó, miệng là khi mà lưỡi chúng ta để vật thực vào chúng ta ăn chúng ta biết, thân chúng ta xúc chạm, ai nó đụng vào người chúng ta biết được, vật gì đụng vào người chúng ta biết được, đó gọi là thân thức cảnh xúc. Đó là những cái điều mà Đức Phật gọi là sáu nhóm thứ nhất, sáu nhóm thứ nhì và sáu nhóm thứ ba. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà chúng ta thấy rằng á, mắt, nếu mà chúng ta để riêng mắt, để riêng cảnh sắc, để riêng nhãn thức á, nhưng mà ba cái này khi mà chúng ta sống á, thì nó sẽ automatic, gọi là nó sẽ hợp tác với nhau. Khi mắt thì nhìn thấy cảnh sắc, nên thường thường chúng ta hay nghe nó là nhãn quyền đó, là sức mạnh của con mắt. Con mắt thì có sức mạnh, nó bắt cảnh sắc, nó thấy được cái các cái sắc do mắt thấy. Con lỗ tai thì gọi là nhĩ quyền, do cái sức mạnh nó nghe cảnh thinh. Nên khi mà nó có những cái duyên hòa hợp như vậy, chúng ta gọi là xúc. Mà cái, theo cái giác quan nào thì chúng ta gọi theo cái tên đó. Mắt thì chúng ta gọi là nhãn xúc, là con mắt nó xúc chạm vào cái cảnh sắc. Nhĩ xúc là cái tai chúng ta xúc chạm vào cái âm thanh. Mũi tỷ xúc đó, chúng ta gọi là mũi nó xúc chạm vào cái hơi mùi, cái hơi mùi nó bay mũi chúng ta. Lưỡi
thiệt xúc đó là cái lưỡi chúng ta, cái vật thực để lên, có nước miếng nó tuôn ra và chúng ta nếm được cái vị. Thân chúng ta, thân xúc đó, là nó nằm khắp châu thân. Khi ai đó, bất luận là ban ngày, ban đêm gì họ đụng vào thân chúng ta, chúng ta biết. Trừ khi nào chúng ta chết thì chúng ta không biết, mà chúng ta còn sống đó, thì cái tâm thân thức nó sanh lên, nó sẽ biết được cái cảnh xúc. Như vậy thì cái sáu nhóm này á, là sáu nhóm thứ tư. Sáu nhóm thứ tư. Nhưng mà rồi xúc á, chúng ta thường, như là Thượng Tọa Tuệ Siêu nói rằng những cái pháp về cần biến tri đó, mình biết mình có con mắt, biết có cảnh sắc, biết có nhãn thức, biết có nhãn xúc. Rồi biết á, do xúc nó duyên cho thọ, quý vị. Bây giờ mình xúc chạm, mình sẽ sanh lên cái cảm thọ. Mình thấy cái gì đó mình vui, mình nghe cái gì mình vui. Mình xúc chạm cái gì mình vui, ví dụ thân mình đụng chạm cái gì mình vui. Giống như bây giờ một người mà họ đi vào Costco hay mạc, hay là một cái tiệm nào mà họ xúc chạm được một cái túi đồ hiệu hay là cái món gì họ ưa thích đó, họ cầm được cái món đó họ chạy thì họ rất là vui. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, do cái xúc thọ, hệ xúc thì nó phải xuyên duyên cho thọ, nên thọ này cũng được đặt tên theo nhãn thọ, là cái cảm thọ của con mắt. Cái cảm giác của con mắt, mình nhìn thấy mình có một cái dạng cảm giác, mình gọi là nhãn thọ. Thì cái lỗ tai của mình đó, nó xúc chạm, do duyên xúc đó, thì nó gọi là nhĩ thọ, là cái cảm giác từ cái lỗ tai. Tỷ thọ là cái lỗ mũi chúng ta khi mà tiếp xúc với cái hơi mùi. Thì xúc nó sẽ duyên cho thọ, đó là tỷ thọ. Mình ngửi cái mùi đó, mình phân biệt cái mùi đó, mùi nước hoa của Pháp hay là của loài nước hoa lài, hoa là hoa, một loại hoa nào đó mình phân biệt được như vậy. Thì cái đó là tỷ xúc phân biệt, do tỷ thọ, tỷ thọ. Rồi thiệt thọ là cái lưỡi chúng ta, khi mà cái vật thực nó đặt vào lưỡi có nước miếng, thì do xúc đó, là vật cái lưỡi xúc chạm vào cái vật thực đó, thì cái thiệt thọ đó là cái cảm giác từ cái miệng. Mình coi cái cảm giác cái đó nóng, nếu mà đồ đó nó đang chiên đó thì để vào lưỡi chúng ta thấy nó nóng, nhưng mà đồ đó để trong tủ lạnh thì chúng ta cảm thấy nó lạnh, đó là cảm thọ. Nên đó, cái thiệt thọ là cái cảm thọ từ cái miệng chúng ta. Cái thân thọ là cái sự xúc chạm, ví dụ mình ngủ, mình mơ mơ màng màng, mình chuẩn bị mà trong giáo lý gọi là hộ kiếp vừa qua rung động nhất dòng đó, thì tâm khai ngủ mơ làm cho thân thức sanh khởi. Thì lúc bây giờ có ai đụng vào người của mình đó, mình đang nhắm mắt nhưng mà họ đụng vào người của mình thì mình biết, mình biết. Như vậy gọi là thân xúc. Ý xúc á, là khi mà cái vật này đó, những cái vật thấy nghe ngửi nếm đụng, bây giờ mình không có thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà mình nhớ lại cảnh đó thì gọi là ý xúc. Ý thì bắt cảnh pháp, do có cảnh pháp là cái cảnh ngủ gạn lại đó, nó xúc chạm vào cái tâm chúng ta, mình gọi là ý xúc. Như vậy thì đây là một cái loại thọ, là cái loại thứ năm. Đến cái loại thứ sáu đó thì do duyên nhãn thọ mình có sắc ái. Ví dụ mình thấy một người nào đó, mình thương người đó, mắt mình thấy người đó, rồi mình nghe cái lỗ tai, mình nghe cái âm thanh người đó nói, mình khởi lên cái sự thương yêu của người đó. Như vậy thì những cái lời nói nào mà êm tai đó, những lời nói mà được cái thọ đó, gọi là những cái lời nói nào êm tai, vừa lòng, cả ý, cả hỷ, hấp dẫn mê ly đó, thường thường những cái lời nói nào mà âu yếm đó, thì chúng ta gọi là thọ nó duyên cho ái, do nhĩ thọ nó duyên cho thinh ái, do mắt nó nhìn thấy cảnh đẹp, cả ái, cả hỷ, những cái cảnh nào mà đẹp đẽ đó, mình thấy, mình nhìn, thì mình gọi là sắc ái. Có nghĩa là sắc ái là do mắt mình nhìn cái sắc đó, mình ưa thích. Thinh ái là do mình nghe cái âm thanh mình ưa thích. Thinh ái, cái từ thọ nó duyên cho ái. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài biết đó, cái thọ này đó duyên cho ái đó, cái ái nó cần phải đoạn trừ. Cần phải đoạn trừ. Các cái pháp kia mình cần biến tri là mình cần phải biết nó, vì nó ở trong thân tâm của mình. Mình biết mình sao có tội, sao không tội. Từ thọ đó, nó duyên cho ái là có tội. Ái, tại vì sao ái là có tội? Ái là tâm tham. Vì tâm tham nó sanh khởi lên, thì nó gọi là cái tâm có lỗi lầm. Chính cái tâm tham đó nên người ta muốn chiếm hữu, chiếm hữu. Ví dụ như quý vị thường nghe sư kể về câu chuyện Vua Ba Xê Na Đí đó,
nhìn thấy cái người phụ nữ đẹp thì vua đã khởi lên cái tham ái, và vua đã cho người đi tìm coi cái cô đó có chồng hay chưa. Và biết đó cô đó có chồng rồi, vua tìm cách để điều ông chồng vào làm một cái quan chức gì trong vua, và chờ cái cơ hội để giết cái người đó để đoạt cái người vợ. À, thì chúng ta thấy rằng tại vì mắt á, ở trong cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng cái cô này là rất là đẹp. Mình gọi là câu kinh pháp cú, nó có cái câu chuyện là anh chàng nghèo có cô vợ đẹp. Cô vợ đẹp nên anh ta không có dám cho cô vợ đi ra ngoài. Nói cô vợ là ở nhà, chồng đi làm về lo nuôi cho vợ. Nhưng mà dặn vợ đừng có ra ngoài, vì người ta thấy đó là anh ta biết rằng nếu mà người ta thấy thì anh ta sẽ khổ. Nên anh ta dặn đừng có ra ngoài cho người ta thấy. Nhưng mà bữa hôm đó Vua Basin nó đi nhiễu xung quanh trong trong nội đô đó, trong thành phố đó, với cờ xí kèn trống, với tiền hô hậu ủng đó, làm cho cái cô này cổ lật đật, cái lật đật cổ cũng muốn chống cái cửa lên để cô coi đức vua đi. Và vô tình thì cô ta làm rớt cái cây then cửa xuống, và đức vua nhìn lên thấy cô ta, và đức vua đã khởi lên cái tâm ái luyến, mình gọi là từ thọ duyên cho sắc ái, muốn được cái người đó. Và đức vua tìm cách để giết anh chàng nghèo này để có được cô vợ. Và sau này Đức Phật ngày mới dạy đó, cái bài kệ mà đêm dài với người thức á, đường dài với người mệt, luân hồi rất đối với kẻ dốt chánh pháp. Vì cái anh chàng này vua đầy đỏ đi kiếm cái đất đỏ, bông sen trắng, đất như là đất 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 mà chúng ta gọi là đất giống như son đỏ vậy. Và anh ta đi từ đó mà anh ta xuống tới sông, anh ta tìm được, anh ta về, anh ta rất là mệt. Và bữa hôm đó anh ta không có vào trong thành được, mà anh ta ngủ trong chùa. Và hôm sau thì đức vua cũng nằm ngủ, mà đức vua không có ngủ được, vì nhớ trong ngày mai để giết cái người đó. Đức vua cũng phập phồng trong lòng, không có ngủ được, và nằm thấy ác mộng. Và hôm sau thì đức vua gặp Đức Phật. Đức vua mới nói với Đức Phật là cả đêm đức vua không có ngủ được. Nên đức vua nói đêm dài với người thức. Thật sự đêm thì rất là dài với người thức. Thì anh chàng thanh niên mới nói rằng đường dài với người mệt. Anh chàng thanh niên đi rất là mệt, nhưng mà vào trong chùa ngủ bị cổng thành đóng. Đức Phật ngài nói thêm hai câu kệ nữa là luân hồi rất dài đối với kẻ dốt chánh pháp, là không biết được cái tội nó từ tâm của mình. Nên là gọi là dốt chánh pháp. Chánh pháp được Đức Phật thuyết giảng, thuyết thực hiện tại đó, là Đức Phật ngài nói mình có mắt thì cái tham từ trong con mắt, cái sân cũng từ con mắt, chứ nó không ngoài con mắt chúng ta. Nếu mà ngoài con mắt đó, thì chúng ta không có tu được. Ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm chúng ta thì chúng ta không tu được. Nên chúng ta nó có cái phiền não mắt, nên khi mà mình chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, gọi là phiền não Niết Bàn, cái phiền não tham sân si nó không còn, nên mình không có tội lỗi nữa. Đức Phật cùng các bậc thánh không có làm khổ chúng sanh. Nên quý vị nghe bài kệ là nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu. Thánh là hiền đức thanh cao, chẳng còn giết hại đau sầu chúng sanh. Cái bậc thánh thì không còn giết hại, không làm cái gì mà sai trái. Ví dụ của chúng ta đó, thì bậc thánh thấy và bậc thánh không có lấy. Bậc thánh chỉ đi xin người ta cho, cúng dường, đặt bát, chứ bậc thánh không có lấy. Nhưng mà thật sự ra đó, mình thấy người đời đó khổ lắm quý vị. Đức Phật nói rằng chúng ta có của đó, có của cải đó, nó có nhiều cái hệ lụy. Cái hệ lụy là gì? Khi chúng ta có của đó thì ai cũng có mắt hết, mà ai nhìn thấy của mình họ cũng muốn lấy hết. Nên quy định cho cái người trộm cắp là gì? Vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy, do sự cố ý chỗ đó không còn nữa thì gọi là trộm cắp. Thì quý vị mới thấy rằng ở đời đó ai cũng có mắt hết, họ thấy của mình. Nên bây giờ quý vị thấy bên Mỹ mà nó loạn lên như vậy đó, thì người nào cũng đi trộm cắp. Người nào mà, tại vì họ không biết tu tập quý vị. Họ không biết tu tập thì họ thấy của chỗ nào người ta đi lấy được. Mắt họ thấy, tai họ nghe, họ đã từng đi tới đó rồi. Họ biết chỗ đó có của, nên họ, khi người ta nói thì họ biết đường phải đi như thế nào để tới đó, để họ đập phá những cái tủ, đập phá những cái cửa để họ vô họ lấy cái đó. Chính vì họ lấy được thì họ cũng khổ. Khi họ lấy được, người ta chiết xuất camera, người ta bắt họ tù tội, giam cầm họ. Nhưng mà những cái vật thực mà họ lấy được, họ ăn chỉ 5-7 bữa thôi. Hoặc là nhiều khi họ lấy về cho chồng, cho con ăn, nhưng mà bản thân họ bị người ta bắt nhốt họ. Hoặc là đứa con lấy rồi cha mẹ, ông bà ăn,
khi mà nó trích xuất camera ra, người ta thấy người đó đi ăn cắp, người ta bắt cái người đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới nói rằng một cái người mà có thọ nó duyên cho ái, và ái đó là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si. Tham là khi chúng ta thấy cái vật đó chúng ta khởi lên sự ưa thích, ưa thích từ cái nhãn xúc sở sanh thọ đó. Nhãn thọ thì duyên cho sắc ái. Khi sắc ái ta có dục thủ là chúng ta muốn đi tìm cái đó, ôm cái đó mà chạy về, dù người ta có giành giật mình cũng ôm, mình cố ôm chạy về, chạy về cho được tức, cất kỹ. Nên thường thường chúng ta gọi là ái nó duyên cho thủ, mà cái gì liên hệ đến dục thì chúng ta gọi là dục thủ. Nên Đức Phật Ngài nói rằng một cái người mà có của nó cũng khổ lắm quý vị. Mình có của đó, mắt mình, ai cũng có mắt và ai cũng muốn chiếm đoạt cái tài sản đó của mình. Nên Đức Phật Ngài thường nói một của đó là có trộm cướp lấy đi. Rồi vua chúa họ tịch thâu. Vua chúa thì họ cũng có mắt, khi họ thấy của mình thì họ tìm, họ tìm cách để tịch thâu. Nên quý vị thấy ông hoàng Châu Tý Cá đó, có cái bảo điện, thì thái tử A Xà Thế lúc còn nhỏ đi thăm cái bảo của ông hoàng ông trưởng giả Châu Tý Cá đó, thì hoàng tử A Xà Thế nói cha ta đó là dở làm vua mà không dám lấy cái bảo điện này. Mốt mà ta lên làm vua, ta đánh ổng mà ta đuổi ổng ra khỏi để ta chiếm cái bảo điện này. Thì quý vị cũng thấy do mắt thấy, đức vua thấy như vậy, nên đức vua muốn sang đoạt cái tài sản đó. Và sau này Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế lên làm vua đó, đã làm như vậy, chiếm đoạt cái bảo điện của trưởng giả Châu Tý Cá. Thì quý vị mới thấy rằng tại sao mà vua chúa tịch thâu, vì vua chúa thấy mình có của, và thấy đó bằng mắt, mắt, nên vua chúa phải tìm cách để lấy của mình. Họ lấy của bằng nhiều cách quý vị. Nên quý vị thấy hiện giờ đó có nhiều người thì họ lấy của bằng cái xu cao thế nặng. Họ lấy của bằng cái cúp đọt, cách này cách kia, đủ thứ cách quý vị. Nên thường thường vua chúa mà án đủ thứ thuế hết. Và dân chúng phải còng lưng ra để đóng đủ thứ thuế. Nên cái người dân phải chịu cái khổ. Khi mình làm ra của cải mình phải chia cho nhiều loại. Nên mình cái của cải nó tổn giảm rất nhiều. Rồi nhưng mà rồi những cái xứ họ cũng rất tốt. Họ tận dụng được lúc mà mình làm được họ xu cao, nhưng mà họ làm việc phúc lợi cho dân chúng, thì dân chúng họ cũng cảm thấy vừa lòng, hài hòa với cái đời sống họ, về tuổi già họ có được những cái phúc lợi. Nhưng mà rồi cũng có những vị vua chúa họ ác ôn á, họ muốn chiếm đoạt cái của đó bằng đủ cách để họ hưởng thụ. Rồi cái người kia đó họ phải làm đủ cách để họ tìm sự sống. Nên Đức Phật nói rằng khi mình có của nó có nhiều cái khổ. Mình có của thì mình không khổ gì đói, nhưng mình khổ gì trộm cướp lấy, thì vô tịch thâu, rồi bị nước trôi lửa cháy. Ví dụ chúng ta thấy thường thường lửa cháy đó, những người bị chết trong lửa đó vì nhà của họ có nhiều của, nên họ chạy vào trong nhà để họ lấy, họ bị lửa đốt họ chết. Và chúng ta cũng thấy có nhiều người họ chết vì lũ lụt đó. Thay vì họ không có gì trong nhà đó, thì lũ thì họ chỉ chạy mình thân ra thôi. Nhưng mà vì có của đó, họ phải đi lục cái của. Rồi bị... nước nó cuốn mạnh quá. Họ không vượt qua khỏi được, họ chết. Nên thường thường Đức Phật Ngài mới nói rằng mình có chấp thủ, mình có đau khổ vì những người họ chấp thủ nên họ bị đau khổ. Chúng ta thấy có nhiều cái lửa cháy, người bị lửa cháy vì họ của họ vào họ lục, vì họ có của rất là kỹ họ lấy ra, nước trôi ngày giảm thấy sáng hữu chính biến, và họ tận dụng mà cái thời gian họ sống để họ làm ra có của cải. Nhưng mà rồi về già họ bệnh hoạn, họ phải bỏ cái của cải để lo cái bệnh hoạn cho họ. Điều này nó cũng vẫn có trong cuộc đời này. Và Đức Phật Ngài nói rằng khi mà những cái duyên đó, do mắt và do cảnh sắc
rồi nhãn xúc sanh khởi, nhãn xúc sanh khởi rồi nhãn thọ sanh khởi, nhãn thọ sanh khởi rồi sắc ái sanh khởi. À, khi sắc ái sanh khởi đó, họ nói họ hoan hỷ, họ hoan hỷ với cái thành đạt từ con mắt, họ thấy họ có nhà cao cửa rộng, vàng bạc châu báu. Thinh ái là họ nghe được những cái âm thanh làng trên xóm dưới báo đài họ rao là mình là người giàu sang, con cái tôi tai tới gái trong nhà nói mình xài những cái đồ ngon, đồ đẹp, đồ tốt, đồ hàng hiệu. Mình nghe cái đó cũng gọi là thinh ái. Và những cái điều đó đó, Đức Phật Ngài nói rằng khi mà có những cái tham ái thì có những cái người tước đoạt cướp của chúng ta, thành ra chúng ta phải có sự buồn khổ. Nếu mà mình làm được, mình phải gìn giữ, mà hễ ta chiếm đoạt thì mình cũng sầu não. Nếu mình làm mà không có được đó, mình bị sân hận. Vì sao vậy? Mình đi làm bị chủ đó nói nặng lời, mình đi làm bị mưa gió, bị tuyết, bị bánh xe, bị lũng, bị tai nạn xảy ra, bị thiên tai lũ lụt, mà bị bao nhiêu cái chuyện, những cái điều kiện xe bị hư bu ri, hoặc là hết xăng dọc đường, hết nhớt dọc đường, hoặc là hư gãy cái gì đó mà chúng ta không đi làm được, chúng ta rất là bực bội sân hận. Như vậy đó, thì cái sân đó gặp những gì trái ý nghịch lòng, tham thì muốn cho được, nhưng mà cái gì mà nghịch trở lại không có được y như ý nguyện của mình thì sân nó nổi lên. Và những cái điều mà Đức Phật gọi là vô minh tùy miên với cái thọ xả là những cái cảm giác mình thấy không có vui, không có buồn, nhưng mà nó vẫn có những cái thọ xả của vô minh. Đời sống luân hồi chúng sanh là thời gian, và mình không có tận dụng cái thời gian vì vô minh che đậy nên mình bị tham ái trói buộc. Mình không có tận dụng được cái thời gian để mình làm cho mình được giải thoát khỏi những cái phiền não tham sân si, nên Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh che đậy nên mình mãi luân hồi trong cõi khổ, cõi vui, do cái thiện nghiệp, ác nghiệp mà mình luân hồi trong cõi vui, cõi khổ. Và cứ sanh tử trong cõi vui, cõi khổ hoài như vậy đó, thì đó là một cái nỗi khổ. Một cái nỗi khổ mà Đức Phật khi mà Ngài nói rằng người nào khi mà họ họ thấy, họ hoan hỷ những cái thọ, những cái ái, những cái sắc ái, những cái thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái khởi lên chiếm ngự tâm hồn của họ thì tham tùy miên tùy tăng. Nhưng mà những cái đó nghịch lại thì sân tùy miên, có nghĩa là không vừa, không có đạt được. Mình không đạt được thì bực bội tức tối. Cái đó là sân tùy miên. Và mình không biết gọi là vô minh tùy miên. Vì thời gian của mình ai cũng phải chết. Mình không trang bị cái tâm mình có tu tập. Nên Đức Phật nói rằng ai cũng già, ai cũng bệnh, nhưng mà thân bệnh như tâm đừng bệnh, tâm đừng bệnh tham sân si. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Thì như vậy nên Đức Phật Ngài nói rằng khi một vị thánh đệ tử đó thấy được như vậy đó, nên gọi là yểm ly mắt. Có nghĩa là người đã biết mắt là khổ, người đã thường niệm mắt là khổ. Bởi vì mắt đó, nó thấy cảnh sắc, mà nếu mình không niệm đó thì tham nó sanh khởi. Nên ở đây mà chúng tôi nghĩ rằng cái từ thánh đệ tử yểm ly mắt, vì biết mắt là cái điều kiện để cho cái tâm nhãn thức nương vào con mắt và tham nó sanh lên nơi con mắt. Nên đối với mắt vì đó cũng thấy được đó là cái quả luân hồi do cái tâm tham ái đi tái sanh. Nên bây giờ mình có mắt, có cảnh sắc và tham tùy miên nó sẽ tăng trong con mắt. Nên vì đó phải yểm ly mắt. Yểm ly các sắc là cái sắc ở bên ngoài nó hấp dẫn người mình. Nên nhiều khi quý vị thấy được, nếu một cũng như những vị Phật độc giác đó, những vị đó nhìn thấy một cây xoài, cây xoài có nhiều trái đó, khi mà hết một cái cây đó, cây xoài nó gãy nhánh tơi tả hết trơn, nhưng mà một cây xoài nó không có trái đó thì nó còn tươi tốt tự nhiên như vậy. Thì cái vị vua này đó, khi mà nhìn thấy như vậy, vị này đưa tâm quán ở đời đó, mình có mình khổ nhiều như vậy đó, mình có mắt, mình có cảnh sắc, mình có quyến thuộc nhiều thì mình khổ nhiều, có bàn bạc nhiều thì mình khổ nhiều, có tôi trai tới gái thì mình khổ nhiều. Vua chúa thì quý vị thấy như vua chúa như giờ ông Donald Trump ấy, ông có 300 triệu dân là những người bầu chọn lên làm vua. Nhưng mà những người này á, cái người có bị cái người không có cướp của, thì ông Donald Trump ông cũng rất là khổ, ông chắc chắn là ông bị khổ rồi. Nếu một ông vua mà muốn cho người ta vui sống sống
được an vui đó, bây giờ nó nổi loạn lên, nó cướp giật như vậy thì ông vua cũng rất là khổ. Ông vua ổng sẽ rất là sầu não. Nên thường thường quý vị nghe Đức Phật ngài nói rằng nào mà vua Ba Xê nó đi á, bị vua A Xà Thê bắt á, thì vua Ba Xê nó đi không có ngủ được. À, nguyên một đêm á, vua ở trong cái ngục mà ông vua A Xà Thê nhốt á, thì vua không ngủ được. Nhưng mà ngược lại vua A Xà Thê bữa nào mà bị vua Ba Xê nó đi bắt á, thì vua A Xà Thê cũng đau khổ không ngủ được. Tại vì gặp những cái việc mà trái ý nghịch lòng, có nghĩa là mình không muốn bắt, bây giờ người ta bắt mình. À, mình muốn dân sống tốt, nhưng mà họ tham lam từ con mắt, họ không biết chế ngự con mắt, nên họ đi cướp của người ta. Rồi họ không chế ngự cái tai của họ, tai họ nghe cảnh thinh. Người ta đi cướp được, người ta về, ta nói cái này đi làm mấy mấy tháng mới được nhiêu đây, nên họ nghe, họ mới khởi lên cái lòng tham, họ đi cướp của người ta. Như vậy thì quý vị thấy cái người có đó là vua chúa, nên thường thường những cái chủ nghĩa đó, cái chủ nghĩa mà họ muốn diệt những người giàu vì người nghèo đó. Ví dụ quý vị thấy người dân da đen họ nghèo đó, họ nghĩ rằng một cái thời gian người da trắng đô hộ họ, bây giờ phải trả cái tiền mà xương máu của tổ tiên họ đó, lúc trước làm đô, làm nô lệ đó, nên họ muốn đi cướp của người người da trắng giàu. Thì cái đó là cái tư tưởng khởi lên, và những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng mà nó sanh ra những cái chế độ, những cái chế độ mà những người bần nông họ nổi loạn lên, họ giết những người tá điền, những người chủ điền, những người trưởng giả. Rồi những người trưởng giả họ cũng phải tìm cái cách để họ bảo tồn, họ cũng theo một cái đảng phái nào đó để bảo vệ họ, vua chúa được họ bầu ra để bảo vệ họ. Thành ra những cái điều đó đó thì Đức Phật ngài cũng nói cho chúng ta biết rằng những cái điều do mắt thấy tai nghe, mũi ngửi miệng nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ thôi. Và những cái điều đó đó đã sanh ra những cái hệ lụy, và những cái hệ lụy này chúng ta khổ lụy để bàn tán, khổ lụy để bàn tán hoài mà nó cũng không hết được. Tại sao? Vì cái tham trong con mắt người ta có được. Nên cái người nào họ muốn, họ nhìn cái gì đẹp họ muốn chiếm hữu. Nên mình nghĩ nhiều khi cái đời xưa đó, những cái ông tá điền, những ông chủ điền đi cướp con gái người ta, ép uổng con gái người ta làm vợ năm, vợ ba, vợ chín, vợ mười của mình, cũng vì họ có mắt, họ thấy, họ khởi lên cái tâm tham. Và khi họ làm điều ác đó thì những người kia họ bị đau khổ, họ bị mất mát, thì họ nổi lên tâm sân, họ tụ tập lẫn nhau, rồi họ tìm cách cung thương giáo mát để họ giết những người kia. Gọi là họ gọi là giải phóng, giải phóng cái giai cấp của mình. Thì những điều đó nó được Đức Phật này nói lên, những cái sự đau khổ đó nó luôn luôn là như vậy, xưa và nay cái sự luân hồi của chúng sanh là như vậy. Nên quý vị thấy nhìn những con thú nó cũng không khác gì thôi, con thú nó cũng vậy. Những con thú mạnh nó tìm cách nó diệt con thú yếu, một là nó ăn để nó sống. Và cứ như vậy nên không thể nào chúng ta thoát khỏi, chỉ trừ khi chúng ta nghe Đức Phật và nghe đệ tử của Đức Phật để đưa tâm quán xét. Quán xét mắt là khổ, vì có con mắt nên mới thấy cảnh sắc, vì có nhãn thức nên thấy cảnh sắc, vì có nhãn thức do nhãn nó xúc chạm mà cũng do cảnh sắc vào mắt của mình sanh lên nhãn thọ. Thọ như sắc ái, mình ưa thích cái cảnh sắc muốn cái đẹp và không muốn cái không đẹp. Như là mình trẻ, mình đẹp, mình giàu sang, mình trắng, mình mập, mình hồng hào, thì cái điều đó ai cũng nhìn vào thân của mình cũng muốn duy trì cái đó. Nhưng mà thời gian giết mình, tất cả chúng sanh đều bị thời gian giết. Nên chúng ta thường sao tất cả hết, lại bị đứt hết rồi. Rồi một sanh này mình được ban tử, rồi cho đến bây giờ mình được giàu sang, rồi trăm năm sau mình chết rồi mình tái sanh trở lại. Những việc làm trăm năm trước bây giờ mình phải làm lại, đó là mình có phước để được làm người.
Còn cái vô phước của mình sanh làm súc sanh hàng trăm hàng ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, bây giờ mình được sanh làm người trở lại. Thì quý vị mới thấy thiên nan vạn nan là như vậy. À, rồi nếu mà mình nghĩ lại cho nó tận tường đó, à, mình nói thân của mình đó, nên thường thường quý vị thấy có những lúc mà tôn giả Kassapa quán về bầy kiến đó, nó chết làm kiến, nó sanh hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp vẫn làm kiến. Tại vì con kiến nó ăn như vậy, nó ở như vậy, và nó sinh hoạt, sự sống nó như vậy, và nó chấp thủ như vậy. Nên nó cứ chết, nó sanh làm kiến, à, làm kiến. Nên Đức Phật nó rằng từ trong địa ngục, chết sanh là địa ngục đó, rất là nhiều. Nhưng mà từ địa ngục mà chết sanh làm người rất ít. Cũng như vậy, từ cái loài kiến, chết sanh ra loài kiến rất là nhiều. Vì nó là loài kiến, là loài nhỏ quá đó. Nên thường thường quý vị nghe nói, những vị Bồ Tát nó không bao giờ sanh quá nhỏ hơn chim sẻ, và không sanh quá hơn con cá nhà táng. Ừ. Còn những chúng sanh mà sanh làm kiến như vậy, nó cũng là chúng sanh, nhưng mà nó cái nghiệp ác của nó rất là nhiều. Nên nó, từ cái kiếp làm kiến, chết sanh làm kiến nó dễ lắm, nhưng mà nó chết mà nó sanh được làm người, làm chư thiên là cái cực kỳ khó. Nên Đức Phật các ngài mới nói với tôn giả Kassapa đó, có những chúng sanh nó chấp thủ đó, nó sanh làm kiến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp như vậy, nó vẫn sanh làm kiến. Ừ. Nên bữa hôm trước chúng tôi coi, nói trên thế giới này có một vùng đất ở Brazil đó, nó là một cái lâu đài mà rất là rộng lớn, à, nó liên kết hàng mấy trăm triệu ngàn cái ụ mối, nó liên kết lẫn nhau, và những cái đường liên kết đó, nó liên kết từ chỗ này đến chỗ kia, để từ cái ổ mối này đến ổ mối kia, mà nó rộng đến mấy trăm cây số, quý vị. Nó có rất là nhiều, từ trên vệ tinh, trên vũ trụ rọi xuống nhìn thấy cái vùng đất đó. Và người ta nói rằng đó là một cái con đường mà rất là dài, mà không có cái con đường nào dài bằng cái con đường mà những con mối nó đã làm ổ ở trong những cái gò đất đó, từ gò đất này qua tới gò đất kia. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng những chúng sanh chết đi sanh lại đó, nên á, Đức Phật ngài dạy cái sự luân hồi có, và cái sự chấm dứt luân hồi có, thì mình tu tập để tìm cái nhân tham đó, đó là cái nhân, chặt đứt cái nhân tham đó, thời gian thì mình sẽ hết luân hồi, quý vị. Còn nếu không á, thì mình vẫn tiếp tục luân hồi, và luân hồi mãi mãi như vậy. Nên á, Đức Phật ngài nói, à, đời có vị ngọt là gì? À, mình trẻ đẹp là vị ngọt. Mình đắc thiền những cái cảm giác hỷ lạc đó là vị ngọt. Nhưng mà rồi những cái cảm giác hỷ ngọt đó nó cũng không có tồn tại. Ví dụ mình làm ăn mình có của cải đi, rồi người ta đi cướp của cải của mình. Thì bây giờ mình không còn vị ngọt nữa, mình có cái nguy hiểm. À, Đức Phật gọi là nguy hiểm. Vì mình có của đó, à, mình sẽ mời người ta tới cướp của mình. Ừ. Mình nói mờ như vậy, nhưng mà thật sự người ta có mắt, người ta thấy, người ta tới cướp của mình thôi, quý vị. Thành ra chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói rằng cái bị ngọt đó là mình có. Và khi mình bị người ta lấy đi á, thì mình đau khổ, đó là nguy hiểm. Và vì như vậy á, nên người có trí á, nhìn thấy như vậy xuất ly, có nghĩa là họ có của cải, họ bố thí cúng dường, họ làm phước, họ tạo nhân để thoát ly luân hồi với cái tài sản của họ có. Họ làm duyên để họ chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái cảm thọ nó cũng có, từ cái thọ nó có vật chất. Ví dụ mình có ăn ngon, có mặc đẹp, cảm thọ xúc chạm, êm ấm. Nhưng mà rồi những cái đó nó bị người ta tước đoạt đi của mình, thì mình bị đau khổ. À, mình đau khổ. Cũng như vua vậy đó, ở trong cung vàng địa ngục, bây giờ vua bị bắt nhốt như vậy đó, thì đêm đó vua có cảm thọ rất là khổ. Thì khổ thọ đó, lạc thọ là hỷ, nhưng mà nó có cái nguy hiểm, đó là nó biến hoại, nó trở thành cái nguy hiểm. Ừ. Thì tham trì miên đó, nó ở nơi cái cảm thọ hỷ lạc. Sân trì miên đó, là ở cảm thọ nó mất mát, bất toàn. Vô minh trì miên đó, là cái cảm giác mình không biết, mình sống, mình vẫn bị chết từng giờ. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình chết từng giờ, từng ngày, từng phút, từng giây. Mà mình nghĩ tới già mình mới chết. Nên mình không gọi là minh không sanh trong giờ phút liên tục để mình tu tập, mà mình bị vô minh che đậy, đến lúc mình chết mình bấn loạn tâm tư của mình. Như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật á, biết được như vậy, và ngày giảng dạy đó, thì lúc bây giờ có 60 vị tỳ khưu và đắc quả A-la-hán. Vì các vị đó đưa tâm quán xét mắt á, là cái nỗi khổ do mắt á,
tâm nhãn thức nương vào con mắt và thấy cái cảnh sắc. Những cái tham sanh lên nó là nỗi khổ luân hồi. Các vị đó đoạn trừ tham nên vị đó được gọi là phiền não niết bàn. Là mắt, trong mắt không còn tham sân si nữa. Trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm không còn tham sân si. Nên những vị đó thấy được như vậy, quán các pháp sanh khởi. Và vì chúng sanh không có chế ngự, chúng sanh không có nghe pháp, mà chúng sanh không có chịu tu tập, nên những cái tham tùy miên nó vẫn tăng, sân tùy miên vẫn tăng và vô minh tùy miên vẫn tăng. Đối với những gì thuận lợi thì tham tùy miên tùy tăng, đối với gì khó chịu trở ngại thì sân tùy miên tùy tăng, đối với không biết đó là vô minh tùy miên tùy tăng đối với xã hội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sống thờ ơ, chúng ta vẫn chết luân hồi, nên gọi là vô minh che đậy. Và chúng ta luôn bị cột trói trong tham ái, nên vô minh che đậy và tham ái trói buộc, và chúng ta cứ tiếp tục trong cái sự luân hồi đau khổ. Nên Đức Phật ngày giảng giải đó, ai chế ngự được mắt, tai, mũi, lưỡi, lành thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ. Cái nghĩa là người nào chế ngự được mắt, tai, mũi, lưỡi, diệt trừ được tham ái thì người đó chấm dứt khổ đau. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp về sáu sáu này đó, có nghĩa là sáu căn, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu xúc xứ, sáu thức thân, sáu thọ và sáu ái. Đó là cái bài học mà Đức Phật ngày thuyết giảng cái bài kinh sáu sáu, có nghĩa là cũng sáu giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Rồi sáu cái tầng cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Sáu xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Sáu ái là nhãn sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái. Và sáu cái pháp này được Đức Phật ngày trình bày, và mỗi chúng ta ai cũng có, và tùy theo chúng ta có tu tập mà thì chúng ta tội lỗi, ít tội lỗi, hoặc là không có tội lỗi, mình được sanh làm người, làm chư thiên để đắc chứng đạo quả. Còn nếu mình có nhiều tội lỗi đó thì mình sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, từ những cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mình, và tạo lên những cái tội lỗi từ tham sân si và dẫn đi cái sự luân hồi. Nên chúng ta nói tu tâm đó, là làm sao có cái tâm thiện, đó là những cái tâm có vô tham, vô sân và trí tuệ. Làm sao từ bỏ những cái tâm bất thiện, là từ bỏ cái nhân tham, nhân sân và nhân si. Trong cái tâm bất thiện, trong cái sở hữu bất thiện, thì chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày chia sẻ. Và bây giờ thì con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến tất cả. Và bây giờ thì con xin đảnh lễ quý ngài và thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quay trở lại để tiếp tục điều họp phần thảo luận. Cái trường Thượng Tọa Pháp Đăng, bạch Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tổ Sư có mặt ở trước máy, xin kính thưa Thượng Tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tổ Sư hiện không có ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân cảm biết được cái tình huống, Thượng Tọa quan hệ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có... Ô dạ vâng, và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Điều nào sau đây được đề cập đến trong bài kinh 66? A. Sự khổ và nguyên nhân sinh khổ. B. Do duyên xúc sanh thọ, do duyên thọ sanh ái. C. Do không nhận rõ vô ngã của căn cảnh và thức nên chúng sanh chấp thủ thân kiến. D là cả ba câu A, B, C đều đúng. Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cái câu trắc nghiệm số 1. Điều nào sau đây được đề cập trong bài kinh 66? A là sự khổ và nguyên nhân sanh khổ. B là do duyên xúc sanh thọ, do duyên thọ sinh ra ái. C là do không nhân rõ, không nhận rõ sự vô ngã của các căn cảnh và thức nên chúng sanh chấp thủ thân kiến. D là cả A, B, C đều đúng. Thì chúng ta thấy cái câu này 66 có thể nói là sáu căn, sáu trần. Thì ở đây đó thì nó là câu A đó, là sự khổ là nguyên nhân và nguyên nhân sanh khổ. Thực sự ra thì ở đây khi mà mình nói đến các căn tiếp xúc với sáu trần đó, thì thường là ở trong sở dĩ là chúng ta bị khổ là do ái, khổ là do ái, hay là chúng ta nói là do thân và tâm này đấy, thì có căn có cẳng rồi có thức sanh khởi. Rồi, như vậy cho nên là nhiều cái hệ lụy khổ từ ở nơi có cái thân này. Cho nên là có thể nói rằng sự khổ và nguyên nhân sanh ra khổ, thì sự khổ là cái gì mà chúng ta hiện khởi không có mặt, tức là thân tứ đại, thân năm uẩn của mình, đất nước lửa gió gọi là tứ đại, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, năm thành phần kết hợp nên thân và tâm của mình. Thì sở dĩ mà có cái đó cho nên là chúng ta khổ, nhưng mà cái nguyên nhân mà đưa đến khổ á thì phải nói là do ái. Ái từ ở cái mong muốn được sanh khởi, ái là cái sự dính mắc đối với các cái trần cảnh, sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó. Nói chung là do cái ái. Ái là cái sự khao khát đi tìm kiếm, và do có tìm kiếm cho nên có sự hiện khởi của cuộc sự khổ, đó là thân năm uẩn này. Cho nên có thể nói rằng là nói lên sự khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ. Đây là do duyên xúc sanh ra thọ, do thọ duyên cho ái. Thì điều này đó chúng ta thấy rằng xúc là sự giao thoa giữa căn và cảnh gặp lại, hay là sự gặp mặt lại, gặp lại, gặp với nhau giữa căn và cảnh, cho nên thức sanh khởi. Cho nên là chúng ta có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, thân và ý của chúng ta, thì tiếp xúc với sáu cái trần cảnh á, cái sáu trần cảnh đó đó là cảnh sắc, cảnh cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh cảnh pháp. Cho nên căn cảnh gặp lại thì thức sanh khởi. Nếu nó sanh ở con mắt để thấy cảnh sắc á, thì đó là nhãn thức. Nếu mà sanh ở tai để mà nghe âm thanh á, thì cái đó là nhĩ thức. Tương tự là do các căn tiếp xúc với các trần cảnh á, cho nên là thức sanh khởi từ ở nơi sáu cái căn đó, để rồi nhận biết sáu cái cảnh đó, sáu cảnh. Vì vậy cho nên nó là có thể nói là từ đó mà sinh ra các cái cảm thọ xúc, cho nên là sinh ra các cái cảm thọ. Thì thường là chúng ta có những cái thọ khổ, theo trong kinh thì gọi là thọ khổ, hay là thọ lạc, hay là phi khổ phi lạc, hay là thọ xả đó. Cái mà chúng ta dính mắc ở trong các cái trần cảnh, có thể nói là, hay hoặc là nói rằng thọ khổ, thọ lạc,
thọ ưu, thọ hỷ hay là thọ xả, nói năm thọ theo di diệu pháp, thì chúng ta thấy rằng là cái cảm thọ đó, nó là những cái gì mà nó liên quan với cái đời sống của chúng ta. Chúng ta các cái căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, và dường như là trong hàng ngày đó chúng ta sống ở trong các cái cảm thọ, từ ở trạng thái này sang cái trạng thái khác đó, cho nên cái cảm thọ nó có thể thay đổi. Từ đó chúng ta có thể thấy được, chúng ta nhận lầm nhận rằng á, là cái đó là hạnh phúc, cái đó là đau khổ. Cho nên là từ xúc đó, đó nó duyên ra cho thọ. Và trong các cái căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh, dù là thọ khổ hay là thọ lạc hay là thọ xả, thì nó cũng đều là có thể là dễ dàng với một cái người phàm phu, dễ dàng duyên cho ái. Tức là ái từ ở các cái cảm thọ nó sanh khởi. Từ cái ái là cái mà dính mắc. Chúng ta thấy rằng nó nguyên nhân sanh khổ là do cái ái, rồi cút kết quả chúng ta mới có cái khổ, chúng ta có cái khổ. Nhưng mà ở đây nếu mà gọi là thọ mà duyên cho ái đó, thì ở đây nó là những cái gì đó hiện tại, những cái cảnh ở hiện tại, thọ duyên cho ái ở trong hiện tại. Vì vậy cho nên các căn mà tiếp xúc trần á, trần cảnh á, thì nó dễ, nó sẽ tạo ra các cái cảm thọ, và thọ đó nó sẽ là duyên cho ái. Mà ái ở đây chúng ta hiểu nó như là một cái gì đó ở hiện tại, là sự dính mắc ở trong hiện tại này đối với các căn cảnh đó, căn đối với các cảnh đó. Vì vậy cho nên đó là một cái điều mà tất yếu mà chúng ta thường gặp đối với một người phàm phu là như vậy. C đó là do không nhận rõ sự vô ngã của các căn cảnh và thức, nên chúng sanh chấp thủ đối với thân kiến. Thật sự ra thì đối với căn cảnh và thức đó, thì bởi vì thường là chúng ta chấp là tôi thấy, tôi nghe, hay là tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ đó, thì do là chúng ta chấp cái tôi ở trong đó, trong sắc quẩn, trong thọ quẩn, trong tưởng quẩn, trong hành quẩn, hay là trong thức quẩn, hoặc là chấp ở trong các cái gì mà mình có cái sự cảm thọ đó, cho nên là dễ dàng nhận lầm tưởng, nhận gọi là chấp nhận, hay là những cái chấp thủ liên quan đến cái thân kiến này, đối với cái thân này. Ví dụ như nè, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, hay là thân này là như vậy, thân này là ở đâu đó, ở tai, ở chân, ở mắt, ở cả thọ. Cho nên cái gì cũng nói rằng là tôi buồn, tôi gôi, hay là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, nó gắn liền với cái thân kiến của chính mình. Mà ở đây đó là cái thân kiến, nó là cái sự dính mắc do cái ái đó, và cái lầm chấp mà chúng ta cho rằng cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cho nên nó liên quan đến với các cái trần cảnh, tức là chúng ta gọi là rồi kiến thủ, tức là chúng ta lầm đó, và lầm chấp rằng cái này là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đều là cái mà mình gọi là tôi ở trong đó. Cho nên cái này nó trói buộc với một người phàm phu, nó là trói buộc bởi nó chấp vào cái thân kiến. Cho nên ở đây đó là cái câu D đó, là cả ba câu A, B, C đều đúng. Thì chúng ta thấy trong cái bài kinh 66 này đó, nói đến từ ba cái ý nghĩa A, B, C, cho nên là chúng ta chọn cái câu D để làm đáp án ở đây. Chúng tôi thấy Pháp Lữ chọn D, Trần Đạo chọn D, Cà Rốt chọn D, Phong Lan chọn D, và hầu như là các Phật tử cũng chọn D.
Từ bi chọn D, Nhật Quỳnh chọn D. Dạ. Xin Diệu Giác chọn D. Xin chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giả. Sao cái trường là thượng tọa pháp tịnh, mà thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự siêu không biết được cái trường thượng tọa sẽ đáp án của các điểm số hai. Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tính cho đáp án của các điểm số hai. Và mời quý Phật tử trả lời cho câu, cho đáp án. Quý vị có đọc hết được câu ABCD không hả? Và xin hỏi quý vị có đọc được hết cả ba câu, cả bốn câu không? Không thấy hết câu A. Dạ. Để quý vị chờ chút xíu nha. Dạ, bây giờ quý vị có thấy được hết bốn câu không? Dạ vâng. Chúng ta thường nói về các giác quan như thị giác, thính giác hay là khứu giác, vị giác, xúc giác vân vân, tức là mình nói thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Nhưng mà trong Phật pháp thì nói chi tiết hơn là mỗi một cái giác quan như vậy bao gồm ba phần là căn, cảnh và thức. Dạ. Thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây rằng phải chăng mặc dù là mình nói rằng thị giác, thính giác, khứu giác vân, nhưng mà cái căn, cái cảnh, cái thức là chúng ta có một cái khuynh hướng nghiêng về cái đó, khác biệt, chứ không phải là căn cảnh thức hễ như mình thấy, tức là mình đã đối với con mắt, đối với cảnh sắc, đối với nhãn thức thì giống nhau hoàn toàn, không phải như vậy. Nhưng mà có những trường hợp có người nặng về con mắt, có người nặng về cảnh sắc vân vân, thì chúng ta có bốn cái đáp án ở đây là A là đúng vậy. Thí dụ có những người đặc biệt thích một món ăn nào đó, và thí dụ như họ thích ăn canh chua, họ thích uống cà phê, cái đó là họ đặc biệt thích một cái cảnh gọi là cảnh vị. Dạ, như cảnh vị. Cũng có người muốn ăn vặt, giờ có ăn là được, ăn món gì được, nhưng mà ăn vặt tức là trong miệng bổ miệng nhai hoài, thì cái đó là họ nghiêng về cái lưỡi, nghiêng về thiệt căng hơn là chú trọng một cảnh vị nào đó. Và có những người họ cảm thấy vui sướng với cảm giác là ăn ngon, ví dụ như là ai kể câu chuyện gì họ nói wow, trong đời tôi có một cái điều phước là tôi có nhiều đồ ăn ngon chẳng hạn. Thật ra mình nói tuy là nói vị giác nhưng mà trong cái vị giác đó có căn, cảnh, thức, và chúng sanh có nghiêng nặng về một thứ nào đó nhiều hơn cái thứ khác. Câu B, không có sự khác biệt việc gì giữa căn, cảnh và thức, tại vì luôn luôn một cái giác quan sanh khởi đều có cả ba, thì không nên nói rằng chúng ta nghiêng nặng về cái nào. C là câu, cả hai câu trên đều đúng. D là cả hai câu A và B đều sai. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ cho đáp án. Dạ quý vị, dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Hạnh, thượng tọa Tâm, thượng tọa Bất Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tín nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 2. Câu trắc nghiệm số 2 này, cái ý nghĩa nói là
đối với mỗi người có một cái giác quan, mà chẳng hạn như là thị giác, tính giác, thiệt giác gì đó vân vân, nói chung là những cái giác quan, sáu cái giác quan của chúng ta. Thì ở đây hỏi rằng những cái giác quan này nó đều bao gồm ba phần là căn, cảnh và thức. Vậy thì ở đây hỏi rằng là phải chăng mặc dù xúc là sự gặp gỡ của cả ba căn, cảnh, thức, nhưng đối với ba thành tố này mỗi chúng sanh đều có cái khuynh hướng nghiêng nặng khác biệt. Vậy thì ở trong cái đáp án A đó nói rằng là đúng vậy. Thí dụ có những người đặc biệt thích một cái món ăn nào đó, đó là cảnh vị. Cũng có người luôn muốn ăn vặt, có ăn là được, nghiêng về thỏa mãn về cái thiệt căn. Cũng có người nghiêng về cái ý căn, có nghĩa là sung sướng khi mà nghĩ rằng là mình đã được thưởng thức một cái món ăn ngon đó. Thì rồi đáp án B nói rằng là không có cái sự khác biệt nào đối với căn, cảnh và thức, vì cả ba luôn đi chung. Đáp án C nói rằng là cả hai câu trên đều đúng. Đáp án D, câu A và câu B đều sai. Cái câu này thì thật sự ra nó rất là khó, vì nó rất là khó, nhưng mà chúng tôi thấy rằng quý vị chọn đáp án rất là nhanh. Thì đối với căn cảnh thức, đối với căn cảnh thức thì mỗi cái giác quan nó sanh lên nó đều bao gồm ba cái yếu tố này đó. Rồi đối với ở đây, ở trong cái câu hỏi này hỏi rằng là ba cái thành tố này đó, mỗi cái chúng sanh có cái sự nghiêng nặng nó khác biệt, nghiêng nặng nó khác biệt. Vậy thì chúng ta dựa vào cái câu A đó thì chúng ta thấy rằng có người thì người ta thích về cái sự ăn uống, có người thì người ta thích về cái ý của mình, có nghĩa là cái ý của mình sau khi mình cái lúc đó mình suy nghĩ về mình đã thưởng thức được những cái món ăn hay là những cái thức uống đó. Đó. Thì ở trong cái đáp án A này thì chúng ta thấy rằng là nó đúng rồi, nó đúng rồi. Còn cái đáp án B á nói rằng là không có cái sự khác biệt nào đối với căn, cảnh, thức, vì cả ba luôn đi chung. Thì đối với mỗi cái tâm thức á, nó sanh lên thì nó không có cái sự khác biệt nào hết. Mỗi cái tâm thức nó sanh lên nó không có một cái sự khác biệt nào hết. Căn, cảnh, thức nó sẽ luôn luôn nó đi chung với nhau. Nó luôn luôn đi chung với nhau. Dù cho chúng ta có thiên nặng về cái ý căn, hoặc là chúng ta có thiên nặng về những cái giác quan, ví dụ như là nhãn thức hay là nhĩ thức hay là thiệt thức gì cũng vậy, chúng ta có cái khuynh hướng thiên nặng về cái điều gì nó cũng vậy. Ví dụ như bây giờ có người thì thích ngắm những cái bức tranh, hoặc là ngắm trăng đi, hoặc là có những người thì người ta thích thưởng thức những cái âm thanh, người ta phân tích được âm thanh này âm thanh kia. Còn có những người thì người ta thích ngồi tư, thì bây giờ mình có thích về cái cảnh nào, mình có thích về cái cảnh nào cũng vậy. Nhưng mà muốn cái cảnh đó nó sanh lên thì nó luôn luôn phải có cảnh, thức. Ra các nó khác biệt là nó khác biệt về cái tâm thức nó sanh lên thôi. Đó, có nghĩa là nó khác biệt như thế nào quý vị? Có nghĩa là thí dụ như chúng tôi thích về món ăn, thức uống, có những người người ta không có đó. Người ta chỉ thích xem những cái tranh ảnh, hoặc là những cái đêm ngắm trăng ngắm sao, có người thích nhìn những cái ánh mặt trời vân vân.
Thì dù cho mình có thích cái hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng mà lúc đó nó cũng phải hội đủ giữa căn, cảnh và thức, thì nó mới sanh lên. Do vậy thì chúng ta chọn cái đáp án C đó, cả hai câu trên đều đúng, có nghĩa là đáp án A, đáp án B đúng. Còn cái câu D đó, đáp án D thì nói rằng A và B đều sai. Thì cái này nếu mà so ra mình nhìn cái sự sanh diệt, cái sự sanh lên của căn cảnh thức đó, thì chúng ta chọn cái câu C nó sẽ thích hợp hơn. Vậy thì con kính bạch thượng tọa, con chọn cái đáp án C, cả hai câu trên đều đúng. Con không biết rằng đối với thượng tọa thì ở trong đây có cái ý gì không, nếu mà có thì xin thượng tọa quan hỷ bổ túc. Còn đa phần thì chúng con thấy rằng các vị đều chọn câu C hết. Nếu mà đúng, chúng con mà chọn đúng thì là tất cả đều đúng, chúng con mà chọn sai thì coi như là tất cả đều sai hết rồi. Và con xin thỉnh thượng tọa nhắc đắn. Thưa vị, nếu mà hai câu nói đó mà hoàn toàn trái ngược với nhau thì nó có thể là hai câu đều sai thì có thể, nhưng mà nếu hai câu nói trái ngược với nhau mà hai câu đều đúng đó, thì mình phải đặt vấn đề tại phim thế nào, người nói bên phải, người nói bên trái mà mình nói cả hai đều đúng đó. Trong cái câu trắc nghiệm số 2 thì đáp án của chúng tôi là trả lời là câu A. Câu A là câu đúng nhất. Câu A đúng nhất bởi vì tuy rằng chúng ta nói sáu giác quan là thị giác, tính giác, chú giác, vị giác, xúc giác và ý thức, nhưng mà quả thật là mỗi một giác quan nó có sự tập hợp giữa căn cảnh và thức, và chúng ta có nghi nặng, nghi nặng về một cái nghi nặng về một cái thành tố nào đó, một yếu tố nào đó. Ví dụ có người nặng về của mắt, có người nặng về cảnh sắc. Cảnh sắc là người đó đặc biệt là chỉ thích một cái cảnh tượng nào đó. Còn cái người nghi nặng về cảnh sắc là chỉ muốn đi nhìn cái này ngó cái kia và để thỏa mãn của mắt. Hai cái đó thấy vì nó khác biệt với nhau, nên chúng ta phải cẩn thận về điểm này. Câu đáp án của chúng ta cho câu 2 là câu A. Bây giờ thì bước qua câu trắc nghiệm số 3. Xin được hỏi ý một lần nữa, thượng tọa thiệu siêu, thượng tọa có trước mắt và thượng tọa nghe được không? Chắc thượng tọa thiệu siêu không nghe được. Xin thỉnh thượng tọa thiệu quyền. Không biết thượng tọa thiệu quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa thiệu quyền nghe được, kính thỉnh thượng tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Khi nói tất cả thì hiện hữu của chúng sanh đều là sự kết hợp của nhiều yếu tố, thì câu nào sau đây là đúng? Và chúng ta nói sự hiện hữu của chúng sanh là sự kết hợp của năm uẩn, hoặc giả là 12 xứ, hoặc giả là 18 giới. Nếu chúng ta nói rằng tất cả 6 giác quan là sự hiện, toàn bộ sự hiện hữu của chúng sanh, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái gọi là hiện hữu của chúng ta nó giống chiếc xe, nó không đơn thuần là một vật thể, một yếu tố, mà nó gồm cả khung xe, cả bánh xe, cả máy của xe vân vân. Thì câu nào sau đây là đúng? A, nhiều yếu tố kết hợp tồn tại, nhiều yếu tố kết hợp thì sẽ tồn tại bền vững, như sợi dây thừng, sừng thừng có nhiều sợi nhỏ bền lại. Người ta nói trên phương diện vật lý, một cái sợi dây thừng mà nó có nhiều sợi nhỏ cộng lại thì chắc hơn là nó chỉ có một sợi mà thôi, một sợi lớn. Thay vì dùng một sợi lớn á, thì chúng ta dùng nhiều sợi nhỏ, cái đó nó lại là bền chặt hơn. Hay là cái ghế có bốn chân thì nó sẽ bền chặt hơn. Thì vấn đề đặt ra tại đây rằng nếu kết hợp nhiều yếu tố có làm cho sự tồn tại của chúng ta bền vững không? Cái câu đẹp chúng ta phải đặt kỹ lại, bởi vì suy nghĩ là do chúng ta được sự kết hợp của nhiều yếu tố, như vậy nó có bảo đảm sự bình vững của chúng sanh hay không, sự bình vững thiên hữu hay không. B, có nhiều yếu tố kết hợp cho thấy không có một chủ quyền tuyệt đối vì còn lệ thuộc,
Ví dụ như hôm nay chúng tôi vào trong room thì trong room hoạt động được là nhờ có giảng sư, mà có giảng sư mà không quý vị vào nghe thì cũng không được, mà có giảng sư quý vị vào nghe mà thao thóc mà bị trục trặc cũng không được, mà có quý vị giảng sư có quý vị vào nghe thao thóc tốt nhưng mà đường truyền của chúng ta không tốt cũng không được, mà đường truyền tốt mọi thứ tốt mà cái laptop cái computer của chúng ta không tốt thì không được. Thật ra khi mà chúng ta nói cái gì mà có nhiều yếu tố kết hợp đó, thì cho thấy cái đặc tính vô ngã, đặc tính không có chủ quyền tuyệt đối, không có cái gọi là độc tôn mà lệ thuộc lẫn nhau. C là do tập hợp nhiều yếu tố nên bản ngã luôn rắc rối. Tức là họ nói con người rất là phức tạp, rắc rối là tại vì nó có nhiều cái phức cảm, nó là một phức hợp, nó là một cái hợp thể mà trong nó có nhiều thứ là con người tự rắc rối là do nhiều. C là nhận diện con người chỉ nên nhìn chung chung, đừng đi vào chi tiết. Ngó ai, ngó đại loại bên ngoài thì đẹp, nhưng mà đừng ngó vào chi tiết quá thì không đẹp chẳng hạn. ABCD là bốn câu trả lời, xin kính thưởng quốc trường toàn tự quyền cho đáp án và mời quý phụ kiện trả lời. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sơn Khai, dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, chúng tôi giác đẳng, đến Đức Phật tăng, Đức Phật đăng. Chúng tôi minh năng Đức Thượng Tri, Đức Đức Phật Tính, đến sư Nguyên Thông, cũng chưa tăng đang hiện diện. Thầy chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái câu thảo luận này không phải đơn giản. Câu lần số 7 nói tất cả chúng sinh ngủ đều là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thì yếu tố nào sau đây được xem là đúng? A. Có nhiều yếu tố kết hợp thì sẽ tồn tại bền vững như sợi dây thừng. Có nhiều sợi dây bền lại hay như cái ghế có bốn chân. Thì quả thật như vậy đó. Đầu tiên thì thấy cái câu A này đó. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, nó có nhiều yếu tố kết hợp thì sẽ tồn tại bền vững như sợi dây thừng có nhiều cái như cái sợi dây kết lại thì nghe nó cũng có hợp lý đó, nhưng điều mà như chỉ có bốn chân thôi thì nghe thì chúng ta nghe hợp lý thì chúng ta cứ để đó, cũng tạm thời cũng có cái lý đó. Câu B, có nhiều yếu tố kết hợp cho thấy có một chủ, có nhiều yếu tố kết hợp cho thấy không có một chủ quyền tuyệt đối vì có sự lệ thuộc. Quả thật đây là một câu rất là đặc biệt. Quý vị biết là cái sự hiện hữu của chúng ta trước nhất là do tứ đại. Và tứ đại do cái gì? Do duyên. Và do duyên gì? Của bốn đại nó phối hợp. Và do và nó duyên với cái gì? Duyên với thức. Hay là thức duyên cho danh. Tức là thức nó duyên cho sắc, sắc sắc ở đây tức là bốn yếu tố của tứ đại thì nó tồn tại yếu tố kết hợp đó đó, mà nó không có một ai làm chủ cả. Thí dụ bây giờ tứ đại này nó yếu thì cái tâm á, nó cũng nguội được, ngoại trừ cái tâm nó vững vàng mạnh mẽ lắm thì nó mới không bị ảnh hưởng chịu thường thường đó. Tức là khi tứ đại bất hòa hay khi chúng ta có những chuyện ưu phiền thì sắc diện chúng ta nó không vui, sắc diện chúng ta nó không đẹp, đó là cái sự thật. Cho nên nó là một cái sự kết hợp, cái sự liên đới giữa tất cả chúng sinh với nhau, nó là như vậy đó. Thí dụ như bây giờ yếu tố kết hợp, nếu như con mắt của chúng ta mà các cái sợi dây thần kinh nhãn, tức là sắc thần kinh nhãn của ta yếu thì nhãn thức nó không thể phối hợp một cách mạnh mẽ được. Cho nên nói rằng thần kinh nhãn là chủ lực không đúng, mà nhãn thức là chủ lực cũng không đúng. Bởi vì nếu nhãn thức mà không có thần kinh nhãn hay không có nhãn căn nó được tốt thì cũng không thể thấy được.
không thể thấy cảnh sắc được. Tại cũng vậy, mỗi cũng vậy, lửa cũng vậy, mà độ tốt của cái phối hợp với nhau, tức là tính đại của chúng ta không có bị bất hòa. Thì từ cái tứ đại này thì chúng ta nói đến với các căn thôi, rồi cả cái bệnh ở trong lòng chúng, ở trong người chúng ta cũng vậy đó. Thì cái duyên mà để chúng sinh nó kết hợp và nó đi tồn tại, để chúng sinh yếu tố để chúng sinh hiện hữu á, thì nó phải kết hợp cái yếu tố kết hợp do nhiều cái yếu tố khác khác nhau, mà không có cái nào mà nó đứng gọi là cái này là tôi mới là chính, còn anh là phụ cũng được. Thí dụ như tâm hiện khởi thì cái gì, thứ nhất là phải có sắc lý vật, sắc trái tim, phải có căn, có cảnh và có thức. Nếu như căn nó tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn thân căn và ý căn. Ý căn ở đây chính là nói đến, tạm nói như là hát đã giáo quá thú, sắc lý vật, sắc trái tim. Thì nếu như không có trái tim thì trái tim, mở trái tim ra, tìm tâm nó đâu có ra. Tim là tâm, nhưng quả thật mở mở cái trái tim ra thấy tâm đâu. Nhưng nó phải có yếu tố của tim. Nếu tim ngừng đập thì máu từ chối không về tim nữa. Thì nó chết. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy, mà nếu như mà không có cảnh thì tâm cũng... Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái người có nhãn căn, có nhãn thức, xin lỗi, có nhãn thức, nhãn căn không có, có cảnh mà đâu có thấy được. Rồi có nhãn, bây giờ sẵn có cái nhãn thức có thể phát sanh, nhưng nhãn căn nó bị hư, vốn nó đã có, bây giờ nó hư, cũng hư cái nhãn căn, và cái nhãn thức nó cũng không sanh khởi được. Thì cái cảnh cũng có, nhưng điều mà đâu có thấy. Dạ. Thì đây là cái sự thật. Cho nên vì vậy chúng ta thấy là tất cả chúng sinh tồn tại và hiện hữu, nó phải có một cái, nó phải có một cái sự tựa nương, cái sự hỗ tương. Tức cái này giúp qua cái kia giúp lại, gọi là cái sự hỗ tương. Anh em hay nhớ bác chị nghe nó bác chị vô đó. Tức cái tương duyên, cái hỗ tương duyên với nhau, cái này giúp qua thì cái kia giúp lại. Thì bây giờ tâm mình nó vui thì cái sắc mình nó vui. Đây chỗ này nghe, tâm mình nó vui thì sắc mình nó vui. Cho nên vì vậy thì chính việc tất cả chúng sinh chỉ kết hợp là do cái duyên, mà khi cái duyên mà nó bất, nó bị cái sự biến động, nó bị sự vô thường, thì chắc chắn là nó sẽ không tồn tại. Vì vậy cho nên chúng hiện hữu của chúng sinh là chỉ là sự phối hợp của duyên, và chỉ trong thời gian thôi, và nó có thể không thể tồn tại mãi mãi được. Thì và còn C, do tập hợp nhiều yếu tố nên bản ngã luôn luôn rắc rối. Cái câu này là câu nói chung chung vậy thôi. Dĩ nhiên là nhiều yếu tố tập hợp thì nó ít tên, tạo nên nhiều bản ngã, nhưng điều đó không thể nói là một sự hiện hữu của chúng sinh một cách riêng được. Câu D, nhận diện con người chỉ nên nhìn chung chung, đừng nhìn vào cái chi tiết. Nếu như cái sự hiện hữu của người mà chúng ta nhìn chung chung hay làm chi tiết cũng được, mà cái sự hiện hữu của con người không phải nhìn người ta mà nói, mà chúng ta chỉ nhìn cái duyên của người ta mà để chúng ta hiểu và chúng ta thức tỉnh. Ví dụ như người ta nhìn, ví dụ người ta nghèo, ví dụ người ta xấu, ví dụ người ta đẹp, thì chúng ta chỉ nhìn cái đó mà chúng ta nói đó là hiện hữu của con người đó, của chúng sinh đó. Mà cái duyên nghiệp của người đó, cái người đó ngu dốt, cái người đó xấu xí, cái người đó nghèo khổ, cái người đó bệnh tật, cái người đó mạnh khỏe, nhân nhân, tất cả do cái duyên họ được tốt. Thì cô xin đáp án cái câu này chính là câu về xin đây cũng là một cái điều mà chư Phật tử ngại trả lời. Trong câu A cũng vậy, mà câu B cũng vậy, thì chỉ có một ít Phật tử này, chẳng hạn như là tôi là vậy nhé, là B, Nguyễn Phước là B, Phong Lan là B, Loan Liễu là B, Pháp Lữ là B, Dũng Nhất là B, Kim Anh là D, B, và Trần Đạo là B, Lý Sư Nguyên Thông thì trả lời đây. Dạ, cũng là một cái Lý Sư Nguyên Thông. Dạ, thì con kính cung thỉnh từ tòa quay trở lại và từ tòa xác định cái đáp án. Dạ, con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ta thuộc cái trường hợp thực tập thực hành. Câu đáp án của câu trắc nghiệm số 3 là câu B, là khi mà chúng ta thấy rằng sự hiện hữu chúng sanh là do kết hợp nhiều thành tố, thì cho thấy rằng rõ ràng là vô ngã, bởi vì nó lệ thuộc lẫn nhau, không có yếu tố độc thông. Bây giờ thì Tỉnh Sư Minh Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 4, câu trắc nghiệm sau cùng bài học ngày hôm nay. Một người cao ngạo khi thành công là do thấy mình tài ba. Lúc mình thành công mình nghĩ mình rất là tài ba. Nhưng mà điều nào sau đây cho thấy cái nhìn đó là nông cạn? Có nhiều khi mình rất là hãnh diện, mình rất là tự hào, mình là giỏi. Nhưng mà yếu tố nào cho thấy rằng cái nhìn đó là nông cạn? A. Một người tài giỏi có thể là do cha mẹ, xã hội khéo sanh dưỡng và đào tạo. Ví dụ như là nếu mà mình sanh ra và mình không được đi học đàng hoàng, không gặp được thì giỏi, hoặc là ở trong gia đình cha mẹ không khéo dạy dỗ, xã hội không có bao dung được những nhân tài, thì mình cũng chưa chắc đã giỏi nữa. Mình có thể thành một người bội, người ở trong rừng sâu chẳng hạn, thì rồi mình chưa chắc mình đã giỏi. Như vậy không nên nói cái giỏi là do một mình nứt trong cuộc đá mà sanh ra mình giỏi rồi. B là một người thành công có thể là do may mắn hay phước báo đời trước. Ví dụ đời trước mình đã ơn phước gì đó mà mình không biết, nó là yếu tố rất là xa xôi, kiếm tiền mà sanh ra có phước. Hay là một thanh niên đi một chiếc xe mới, một chiếc xe đẹp, xe đắt tiền, thì cũng không nghĩ thanh niên cái giỏi đâu, mà có thể là do cái phước báo đời trước. Vì này cái bây giờ sanh ra đẻ một điều là cổ ấm chẳng hạn. C là người thành công có thể vì lúc đó không có người cạnh tranh. Và ví dụ như mình thấy rằng ở một cái nơi nào đó xa xôi có một ngôi chùa, ngôi chùa Phật tử rất là đông, thì cũng hẳn là thầy giỏi, nhưng mà vì ở trong cái chỗ đó chỉ có ngôi chùa thôi, ta đi đâu bây giờ, thành ra đi chùa rất là đông, thành ra không thể đem ngôi chùa đó mà so sánh những chùa khác. Đây là cả ba A, B, C đều là những điểm có thể. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Sư Minh Thông Quang Hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con cung kính tuân lĩnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 4. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, cái câu thảo luận số 4 này là con rất là kính phục sư phụ giác đẳng vô cùng. Tại vì câu thảo luận số 4 này là sư phụ giác đẳng đã cho chúng ta một cái cốt lõi của toàn thể giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là vì vậy cho nên là nếu mình đọc lại mình thấy rằng một người cao khi thành công cho thấy mình rất tài, điều nào sau đây cho thấy điều đó là nông cạn. Một người tài giỏi, dầu có giỏi lại có thể do cha mẹ xã hội khéo sanh dưỡng và đào tạo, thì cái đó là một cái điều đó quá ư là đúng. Là nếu mà một người tài giỏi mà không có được cha mẹ mà sanh ra giàu có ở trong một môi trường thích hợp thì làm sao mà có cái phương tiện để học hỏi. Cho nên là cái đó là một cái condition, một cái điều kiện. B là một người thành công có thể may mắn hay là phước báo thì trước, là rõ ràng là một người mà thành công mà không có một người mà thí dụ mà là không có cái quá khứ mà sanh ra làm sao mình thành công được. Cho nên cái quá khứ đó là do những cái tư lương mà người hành giả đó đã tích tụ được bao nhiêu kiếp, để mà đến cái kiếp này thì những cái thiện sự đó nó đi theo những người hành giả đó, mà do đó người ta thành công. Vì vậy cho nên câu B là quá ư là đúng. Câu C, một người thành công vì có thể lúc đó không có người cạnh tranh, đã đúng rồi. Là cái người nó lúc đó mà thành công là tại vì không có người tội giỏi hơn mà cạnh tranh lúc đó, nên ông đó là như vậy. Vậy điều này cho chúng ta thấy rằng, kính thưa chư vị, chúng ta không nên, khi mà mình làm được cái gì đó, mình thành công cái gì đó, thì phải hiểu rằng sự việc nó là như vậy, chứ không phải mình là giỏi hơn, mình là nhất. Cái mà gọi là mình đó, thì trong từ ngữ của thế gian là có chữ mình, nhưng mà trong Phật giáo thì không có cái gì gọi là mình cả. Tất cả đều là do những cái duyên nợ, nó chằng chịt với nhau mà chúng ta không thể nào mà hiểu được. Vì vậy cho nên Đức Phật đã giảng dạy đúng rất là đúng, và chính là cái câu hỏi này là cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ những cái E-C, cái mà ta ra câu hỏi vậy, cái E-C là cái người ta ra câu hỏi vậy,
Và hiểu rõ những cái câu hỏi như thế nào, thì chúng ta hiểu rõ từng những câu hỏi như thế này là chúng ta biết được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy chúng ta. Và do đó cái câu trả lời mà con thấy là cô Loan Liễu, cổ là cái người mà khi nhìn thấy thì cổ thấy cổ cho chủ đề rồi. Rồi kế đó là Phong Lan, kế đó là Pháp Lữ, là ba người đó là nói là cái trí tuệ sắc bén mà nhạy cảm vậy. Kính thưa sư phụ, để có câu trả lời là câu D, là do cả ba câu ABC thì con để trình bày đó đều là quá đúng quá hay. Con xin sư phụ để sư phụ kết thúc buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chi vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sư Nguyên Thục, câu trắc nghiệm số 4 đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phục Học Buddha Dharma. Kính tiêu chư vị giảng sư đã vào cùng được thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giảng. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con.